Giang sơ ảnh từ hình tượng ngọc nữ đến tiểu tam tai tiếng tình duyên lận đận. Nhắc đến cái tên gây tranh cãi nhất trong lứa diễn viên 8X của giới giải trí Hoa ngữ, khán giả luôn nghĩ ngay đến cái tên Giang sơ ảnh. Xinh đẹp, diễn xuất không quá tệ, nhưng nữ diễn viên thiếu sức hút để ghi dấu ấn với khán giả. Thay vào đó, cô thường được nhắc bởi những lùm xùm tình cảm. Giang sơ ảnh sinh năm 1986 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ cho theo học nghệ thuật vì nhận thấy tố chất cùng đam mê nghệ thuật của con gái. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2008 và tiếp tục theo học thạc sĩ tại Anh, chuyên ngành kinh tế truyền thông. Giang sơ ảnh là một trong số ít những mỹ nhân Hoa ngữ có con đường học vấn cao. Sau khi hoàn thành khóa học biểu diễn tại trường Học viện Hí kịch Thượng Hải, nữ diễn viên tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành kinh tế truyền thông tại Anh, trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Với ngoại hình sáng, đôi mắt đẹp, giàu biểu cảm, Giang sơ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời mời đóng phim sau khi hoàn tất khóa học thạc sĩ tại Anh. Giang sơ ảnh nhanh chóng gây dựng tên tuổi qua loạt vai diễn ấn tượng, đặc biệt là bộ phim Nhất Phó Nhị Chủ. Bộ phim thành công cùng với sự diễn xuất tự nhiên của Giang sơ ảnh giúp cô nhận được giải thưởng Hoa đỉnh cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giang sơ ảnh ngày càng được các đạo diễn chú ý đến khi góp mặt trong loạt dự án mới và đóng chung với nhiều diễn viên có tiếng như Dương Dương trong Toàn chức cao thủ, Lý Dịch Phong trong Anh ở Bắc Kinh đợi em, Trung Hán Lương trong Con đường đưa tiễn đầy hoa, Thanh Bình Nhạc. Thế nhưng tên tuổi của Giang sơ ảnh không thực sự bạo hồng và thành công như những đồng nghiệp cùng lứa như Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Nhiều người còn nhớ đến cô với danh xưng là bạn gái cũ của Hồ Ca hơn là những vai diễn mà Giang sơ ảnh đóng. Năm 2014, Giang sơ ảnh và Hồ Ca bị bắt gặp hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong đội bóng thiếu niên. Hồ Ca khi đó là nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc với lượng fan hùng hậu và nhiều tác phẩm vang danh khắp châu Á. Ngược lại, Giang sơ ảnh chỉ là một diễn viên trẻ ít người biết tới. Việc là bạn gái của Hồ Ca giúp Giang sơ ảnh được công chúng biết tới, từ đó cô cũng thuận lợi góp mặt trong nhiều dự án có chất lượng hơn. Cặp đôi từng bị bắt gặp nhiều lần bên nhau nhưng cả hai diễn viên đều phủ nhận các tin đồn tình cảm. Cho tới tận khi Đường Ai Nấy Đi, mãi đến sau này, Giang sơ ảnh vẫn chỉ được nhớ tới với danh nghĩa người tình một thời của Hồ Ca. Nói về Giang sơ ảnh, Hồ Ca khẳng định đó là người phụ nữ anh từng yêu và cô cũng yêu anh chân thành. Tôi hay cô ấy, tình cảm là từ cả hai phía, anh nói. Nam diễn viên tâm sự, cặp đôi chia tay vì Hồ Ca không chịu nổi sức ép của dư luận và không đủ bản lĩnh để gìn giữ tình yêu. Trước đó, Giang sơ ảnh được biết tới với hình ảnh ngọc nữ không vướng scandal. Tuy nhiên mới đây, cô vướng tin làm người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Kim Sảo Sảo và đại gia ngành phim ảnh Vu Đông. Tháng 8 năm 2022, có thông tin Giang sơ ảnh chen chân vào gia đình của nữ diễn viên Kim Sảo Sảo và chủ tịch hãng phim Bona Vu Đông. Giang sơ ảnh được cho là đã đến đảo Hải Nam du lịch cùng người tình đại gia. Cô còn được tặng nhiều món quà đắt tiền như trang sức, giá trị tới hàng trăm nghìn đô la. Thông tin gây hoang mang cho người hâm mộ bởi Giang sơ ảnh vốn có hình ảnh ngọc nữ, đời tư trong sạch không vướng scandal. Vu Đông là người sáng lập kiêm chủ tịch và giám đốc điều hành Bona Film Group, nơi sản xuất nhiều dự án bom tấn của Trung Quốc như Hồ Trường Tân, Hành động Biển Đỏ, Phi vụ Tiền Giả, Trùm Hương Cảng. Tập đoàn Bona vừa lên sàn chứng khoán càng củng cố vị thế ông trùm giới giải trí phim ảnh của Vu Đông. Thông tin Giang sơ ảnh là bồ nhí được quan tâm bởi nữ diễn viên bị đánh giá là thiếu sức hút trên màn ảnh nhưng vẫn đều tay nhận những dự án truyền hình lớn. Do đó, công chúng cho rằng Giang sơ ảnh có ông chủ lớn phía sau tạo điều kiện thuận lợi cho cô hoạt động nghệ thuật. Khi tin đồn bùng phát, Kim Sảo Sảo đã bóng gió phủ nhận trên trang cá nhân và xuất hiện tình cảm bên chồng trong một sự kiện điện ảnh tại Trung Quốc. Nữ diễn viên bày tỏ sự tin tưởng chồng một cách tuyệt đối và khẳng định gia đình cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt. Về phần mình, nữ diễn viên Giang sơ ảnh cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm thông qua công ty quản lý. Giang sơ ảnh phủ nhận việc cô làm tiểu tam và chia sẻ, tôi có thể bị bàn luận nhưng không thể bị vu oan. Ưu thế về ngoại hình giúp người đẹp nổi bật giữa dàn minh tinh trong các sự kiện thảm đỏ, diễn xuất của Giang sơ ảnh cũng không bị đánh giá quá tệ. Tuy nhiên, điểm yếu của ngôi sao 30 chính là sự đột phá và không có điểm nhấn trong các vai diễn. Vừa qua khi góp mặt trong phim Hoang Lạc Tụng 3, tạo hình và cách diễn của cô không có sự khác biệt so với phim 30 mà thôi trước đó khiến khán giả bức xúc. Cô ấy lười thay đổi, khán giả khó có thể phân biệt các vai diễn của Giang sơ ảnh. Chính vì thiếu sự bùng nổ trong diễn xuất, Giang sơ ảnh nhiều lần bị đồng nghiệp lấn át. Trong 30 mà thôi, Giang sơ ảnh đóng vai Vương Mạn Ni. Thực tế, cô là nhân vật chính, có vai trò quan trọng và đất diễn nhiều hơn nữ chính số 2 là Đồng Dao vai Cố Dài. Tuy nhiên, người được đề cử Bạch Ngọc Lan 2021 lại là Đồng Dao. Cách diễn của Giang sơ ảnh trong phim khiến câu chuyện tình của Vương Mạn Ni với doanh nhân Lương Chính Hiền trở nên kém thu hút. Nhân vật do cô thể hiện cũng không nhận được sự đồng tình của khán giả do sự phát triển vai diễn gây tranh cãi. Người xem Trung Quốc đánh giá Mạn Ni là cô gái ngây thơ, ảo tưởng và yếu đuối, đó là nguyên nhân Giang sơ ảnh không nhận được đề cử Bạch Ngọc Lan. Cú thua tại Bạch Ngọc Lan trước Đồng Dao khiến danh tiếng của Giang sơ ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rõ ràng cô có lợi thế hơn là nhân vật chính, nhưng lại thể hiện kém cỏi và bị bạn diễn lấn lướt. Theo Sina, trong sự nghiệp, Giang sơ ảnh được ưu ái giao nhiều vai chính, song cô chưa có được vai diễn ghi dấu ấn mạnh. Các bộ phim có nữ diễn viên tham gia chỉ đạt thành tích bình thường. Đáng nói hơn, nếu tác phẩm đó được đánh giá tốt, vai diễn của Giang sơ ảnh là điểm mờ nhạt của phim. Cũng vì liên tục được đóng nhiều dự án lớn, bạn diễn là những tài tử
hàng đầu Trung Quốc nên Giang Sản vướng tin có người chống đình, khiến công chúng có cái nhìn thiếu thiện cảm với cô. Từ Ngọc Nữ nói không với scandal, ở tuổi U40, Giang Sản gây tranh cãi bởi ồn ào tiểu tam. Dù đã lên tiếng phủ nhận, thế nhưng vụ việc vẫn khiến Giang Sản bị khán giả chỉ trích không ngừng.